Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Sivo Review. Thì hôm nay trước mặt các bạn đây là chiếc Vespa GTS phiên bản Super Sport 150 2023, phiên bản mà có Smart Key. Trong cái video trước các bạn cũng biết là mình vừa lấy xe được 2 tuần. Thì hôm nay là mới vừa ra được cái biển ha mọi người ha. Thì trong cái video này mình sẽ muốn chia sẻ cái suy nghĩ, cái trải nghiệm của mình với cái phiên bản lần này từ cái góc độ là một cái người sở hữu. Cũng như là mình thấy có một số cái chi tiết mà những cái kênh review khác mọi người chưa có nói. Và cũng có thêm một cái điều đó là thường là mọi người thấy rằng là trong những cái sản phẩm trải nghiệm lần đầu của nhà Piaggio của mình thì thường là mình khen nhiều các bạn. Tuy nhiên là với cái chiếc xe lần này thì nó cũng có một số cái vấn đề mà mình cũng sẽ công khai và chia sẻ nó với các bạn trong video lần này luôn. Để cho mọi người, những ai đang cân nhắc chiếc xe này sẽ có một cái gì đó gọi là tổng quát nhất để các bạn có thể ra quyết định ha. Theo lịch sử của Vespa GTS thì mình nghĩ rằng đây là một cái phiên bản nó đã được cho là có nhiều cái nâng cấp so với trước đây rồi. Đầu tiên là về cái phần mức giá bán các bạn ơi. Chiếc xe này hiện tại thì mức giá đâu đó là 137 triệu chưa có giấy tờ. Và nếu như mà các bạn ra giấy tờ ở thành phố Hồ Chí Minh giống như mình là nó sẽ khoảng 148-149 triệu ha. Đó là về cái bức tranh tổng thể về cái chi phí để các bạn có thể là cân nhắc. Thì như vậy các bạn thấy rằng là chiếc xe này thật ra mình nghĩ nó là một chiếc xe đắt chứ không rẻ. Nếu mà so sánh trong phân khúc bằng lái A1 đó các bạn, nếu như các bạn là người đang đi tìm kiếm một chiếc xe đi lại phổ thông thôi thì mức giá này thật sự là đắt. Mình nghĩ rằng là chiếc xe này nó sẽ dành cho những ai thực sự yêu thích Vespa hoặc là muốn tìm kiếm một cái gì đó trải nghiệm khi các bạn đã có một cái nhu cầu nó xa hơn là chỉ để đi lại hàng ngày. Thì bây giờ các bạn sẽ cần cái nhu cầu trải nghiệm hoặc là thương hiệu. Thì dĩ nhiên là chiếc sản phẩm này cũng giống như là bao nhiêu cái sản phẩm khác các bạn ơi, nó đều có sản phẩm phổ thông và sản phẩm cao cấp. Thì Vespa đó là một cái thương hiệu rồi, thì những ai yêu thích Vespa thì họ sẽ cân nhắc cái sản phẩm này. Còn với những bạn không thích Vespa rồi thì mình nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn là một chiếc xe đắt với các bạn thôi. Thì cái câu chuyện được đặt ra đây là với phiên bản cũ trước đây thì các bạn sẽ bỏ ra đâu đó tầm là 115 triệu là các bạn đã sở hữu được phiên bản 150 giống như vậy rồi. Tuy nhiên là ở thế hệ này thì nó tăng lên khoảng đâu đó là 20 triệu. Vậy thì với những cái nâng cấp trên chiếc xe này mà các bạn phải bỏ thêm 20 triệu nữa để sở hữu thì liệu nó sẽ là cải tiến hay là cải lùi? Thì mình cũng sẽ làm rõ trong cái video này luôn. Và mình cũng muốn thông báo với mọi người đó là mình sẽ thực hiện một cái series, nghĩa là nguyên một cái chuỗi những cái video review chi tiết việc đi lại sử dụng hàng ngày chiếc xe này trong phố. Rồi sẽ có những cái video chi tiết để review chiếc xe này đi phượt. Và đặc biệt là những cái cột mốc quan trọng, chẳng hạn như là 1.000 km đầu tiên thì mình sẽ review về xăng cộ nè, bảo dưỡng nè, cũng như là những cái nâng cấp mà mình sẽ thực hiện trên chiếc xe của mình. Thế thì là hồi đó giờ mọi người có hỏi với mình là tại sao mình hay để xe zin mình đi không á. Thì thật sự là như vậy các bạn ơi, những chiếc xe trước mình thật sự là đang tìm hiểu thôi, chứ mình cũng chưa có tâm huyết thực sự. Và đến chiếc xe này, khi mình bán bản cũ, mình lên tới bản này mua lại bản này, thì thật sự đây sẽ là một trong những chiếc xe mình sưu tập luôn. Cho nên là bắt đầu chiếc này mình sẽ có những cái nâng cấp theo cái sở thích, theo cái triết lý nâng cấp của bản thân của mình. Thì hy vọng là mình cũng sẽ đưa vào trong những cái tập review dài hạn chiếc xe này luôn. Mọi người cố gắng theo dõi ha. Thì cái vật đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái ghi đông lái, mặt đồng hồ và cái cụm điều khiển. Có một cái điều mà mình thấy rằng là các cái kênh review khác ở Việt Nam mình thấy họ chưa có nói đến, đó là cái phần mà cái chiều dài tổng thể của cái ghi đông lái này đã được tăng lên rồi nha các bạn. Thì nó tăng đâu đó khoảng 3-4 cm, mình đo bằng thước dây, mình không đo chuẩn theo phương pháp kỹ thuật, cho nên mình đưa ra một cái con số tương đối là khoảng 3-4 cm nha các bạn. Và cái 3-4 cm này nó thực sự đóng góp tương đối nhiều vào cái quá trình handling, nghĩa là cái cầm lái của mình. Tại vì khi mà mình cầm lái chiếc này thì mình may mắn cũng đã cầm lái rất là nhiều chiếc xe GTS trước đây do mình sở hữu, thì mình cảm thấy chiếc này nó có sự khác biệt. Và cuối cùng là đo thước dây ra là nó dài hơn thật nha các bạn. Một cái khía cạnh thứ hai nữa mà các bạn có thể lưu ý được cái sự thay đổi trong chiều dài, đó là khi các bạn đứng nhìn chiếc xe này. Thì ở phiên bản trước, với phiên bản này ở Việt Nam, họ vẫn dùng một cái gù tay lái y chang nhau như vậy. Ở bên nước ngoài thì người ta dùng gù mới rồi các bạn, nhưng mà ở Việt Nam thì không biết tại sao nhà sản xuất vẫn để cái gù cũ ở đây. Chắc để hàng tồn kho các bạn ha, hoặc là do khẩu vị người Việt Nam thích cái gù tay lái nó dài. Thế nhưng mà là bạn để hai chiếc lại thì bạn thấy là cũng cái gù như nhau, nhưng mà cái chiếc cũ nhìn nó sẽ gọn. Còn lên chiếc này thì bạn cảm thấy là cái phần tay lái này nó có vẻ là tương đối dài so với chiếc xe, tổng thể chiếc xe. Thì cho nên là đây là một chi tiết cũng giúp cho mình để ý được là cái phần ghi đông lái nó tăng lên ha các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần
điều khiển đồng hồ hai bên. Thì đây sẽ là cái thay đổi nhiều nhất mà mình cảm thấy rằng là có những cái mình thích và có những cái mình không thích. Thế thì mình sẽ nói về những cái mình không thích trước nha các bạn. Đó là ở cái phần phía bên tay trái thì các bạn sẽ có kèn ở dưới cùng nè. Sau đó từ dưới đi lên nha, là các bạn sẽ tới cái xi nhan. Và sau đó là sẽ tới cái nút điều khiển đồng hồ. Cũng như là các bạn coi trip A, trip B, rồi các bạn coi các cái thông số, chẳng hạn như là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nè, cũng như là vận tốc tối đa trong từng cái trip nha các bạn. Và ở trên cùng sẽ là cái nút mà các bạn mở pha cost. Ở những năm trước thì các bạn không thể passing được đó các bạn, nhưng mà năm nay thì các bạn đã được tích hợp passing luôn rồi, không cần phải độ chế gì cả. Nhưng mà có một cái mình không thích, đó là cái vị trí đặt cái nút passing nó tích hợp chung với lại cái đèn pha. Nó nằm ở một cái vị trí mà tay của mình nó phải với lên để mà thực hiện cái điều này. Thường các bạn đi thì tùy theo nhu cầu, lúc thì bạn sẽ cần kèn và lúc bạn sẽ cần passing, và bạn di chuyển giữa hai cái này liên tục. Nếu bạn nào đi tour rồi thì bạn sẽ biết. Thế nhưng mà ở đây thì một là bạn cầm, khi mà bạn đang chạy vận tốc cao thì một là bạn phải dùng kèn luôn, hai là bạn phải dùng passing. Tại vì tay bạn không thể với lên với xuống, nó sẽ mất đi cái kỹ năng linh hoạt. Thế thì ở đây nó phát sinh ra một cái vấn đề như vậy, cho nên là khi mình đi phố gần như là mình dùng kèn nhiều hơn. Tại vì trong phố thì cái kèn nó hiệu quả hơn các bạn, cho nên là gần như mình không dùng được passing luôn. Thế là cái điều mình không thích. Không thích thứ hai nữa đó là cái nút mà điều khiển đồng hồ để coi trip A, trip B thì nó lại nằm ở một cái vị trí rất thuận tiện cho tay của mình các bạn, để mà với. Nhưng mà thực ra mình nghĩ rằng cái này với những cái bản mà SuperTech khi mà dùng cái đồng hồ TFT full luôn á thì sẽ có nhiều tính năng hữu dụng hơn cho các bạn dùng cái nút điều khiển đồng hồ này. Thế nhưng mà ở trên cái mặt đồng hồ này thì thật ra là thường thì dừng xe lại thì mới coi trip A, trip B, coi như tiêu hao nhiên liệu, chứ mà đi xe thì cũng ít dùng. Còn connect điện thoại thật ra thì nó cũng không dùng nhiều các bạn. Cho nên là cái nút này lại chiếm ngay cái vị trí thuận tiện nhất mà lẽ ra phải là cái nút xi nhan. Trong khi bây giờ cái nút xi nhan nó bị đặt thấp xuống dưới thì nó sẽ bất tiện hơn một xíu. Những ngày đầu mình lên đây mình lộn suốt các bạn, nó khiến cho mình cảm thấy không thích lắm trong cái việc mà cái tay của mình đó ở cái vị trí thuận lợi nhất thì lại không có bật xi nhan được, mà lại phải dịch xuống dưới, phải đi kiếm cái nút xi nhan. Thì đó là những cái điều mình không thích lắm ở cái cụm đồng hồ phía bên tay trái. Thế nhưng mà ngược lại là cái cụm đồng hồ phía bên tay phải là có rất là nhiều cái mà mình thích luôn. Thì cái đầu tiên phải kể đến đó là cái chức năng ngắt máy khi các bạn dừng đèn đỏ hoặc là dừng quá 3 giây. Thì ở đây năm nay mình thấy có một số cái hay. Thứ nhất là cái nút này bây giờ nó được đặt ở cái vị trí thuận tiện nhất cho tay của mình, nó ngang với tầm tay của mình luôn, làm mềm mại hơn so với thế hệ trước. Sẵn nói tới cái tự động ngắt máy khi dừng đèn này thì năm nay cái nút này bây giờ khi các bạn mở lên thì khi các bạn dừng là xe các bạn sẽ tắt máy, nó nhạy hơn ngày xưa tương đối nhiều ha các bạn ha, nó nhạy hơn, làm cho mình thích hơn. Thì có một số bạn nói rằng là các bạn không thích cái tính năng này, chẳng hạn như các bạn mở ở Việt Nam mình xe đông, đi có phải cà dừng rồi xe nó tắt máy liên tục. Thì thật ra là trong quá trình mình dùng xe Honda tới bây giờ thì mình phát triển ra một cái cách dùng nó cũng khá là thuận lợi với mình, đó là thường thì mình sẽ không mở lên, mình để tắt. Thì chỉ khi nào mà cái đèn đỏ của mình nó từ 20 mấy giây, 30 giây trở lên á thì mình sẽ mở nó lên để cho xe mình nó giảm nóng máy nè, đỡ ồn, tiết kiệm nhiên liệu. Thì cho nên mình cực kỳ dùng nhiều cái nút mà tự động tắt tắt máy này luôn các bạn. Cái thứ hai nữa ở trên cái cụm đồng hồ phía bên tay phải mà mình rất là thích, đó chính là cái nút mở yên. Lúc này như các bạn biết là cái dòng xe này đã có Smart Key rồi, mình nói tới câu chuyện của Smart Key sau. Nhưng mà bởi vì chính vì có Smart Key, nó tiện ở chỗ là khi mình đứng gần cái xe của mình có Smart Key trong người thôi thì không cần mở máy lên thì mình đã có thể mở yên, và mình có thể mở bằng cái remote của mình luôn, hoặc là ấn cái nút mở yên ngay đây. Nhưng mà thường là mình sẽ dùng cái nút mở yên ngay đây rất là nhiều, cho nên năm nay khi mà đưa cái nút mở lên đây là mình cực kỳ thích. Tại vì là rất là tiện, các bạn đi lại gần xe với lên cái là mở được yên lấy đồ. Còn cái nút trong cái remote mà mở yên bằng remote á, thì năm nay bạn phải giữ nó tương đối lâu hơn một xíu thì bạn mới mở được cái yên lên. Cho nên là đa số là mình dùng cái nút này. Mỗi năm thì cái nút này được gắn với này mà các bạn phải mở cái chìa khóa lên một nấc thì các bạn mới mở được yên. Còn năm nay thì rất là tiện, cứ lại gần xe ấn một cái là mở luôn. Cho nên mình thấy là ở cụm đồng hồ bên tay phải là cái mình cực kỳ thích. Sẵn đây thì có một cái tính năng nữa cụm đồng hồ bên tay phải, đó là cái chính năng mà ASR, nghĩa là ASR, cái hệ thống cân bằng vòng xoay của hai bánh. Nó khác với ABS. ABS là hệ thống chống bó cứng phanh tự động, dành cho những bạn chưa biết ha. Thì cái này một lát nữa mình sẽ nói về, mình sẽ để lại sau, mình sẽ nói trong cái phần mình chia sẻ về ưu nhược điểm ở khúc sau của chiếc xe này ha các bạn ha. Rồi ngoài ra thì năm nay cái thay đổi lớn nhất nữa ở cái phần giao diện phía trước của cụm đồng hồ, đó là cái phần mặt đồng hồ ở đây. Thì năm nay cái cải tiến lớn nhất đó là cái phần hiển thị thông tin điện tử nó đã được mở rộng ra và nhìn rất là đẹp. Bản thân mình rất thích cái đồng hồ này, nhìn nó vừa hiện đại vừa chiến các bạn. Nhưng mà có một cái khuyết điểm, đó là đi ra ngoài trời sáng á, thì nó lại khá là mờ. Các bạn vẫn nhìn được nhưng mà nó ở mức là
khó chịu hơn một xíu nha. Ví dụ chiếc Medley á, khi các bạn ra nắng á, thì cái số của nó vẫn rất là nổi, nhưng mà cái đồng hồ này thì nó mờ, nhưng mà mờ ở mức xem được nha các bạn. Tuy nhiên nó không phải là cái điểm cộng, nếu mà nó rõ hơn một xíu nữa thì sẽ rất là ok. Sẵn nói tới đây thì mình sẽ nói tới cái nâng cấp thứ hai trên chiếc xe này mà mình nghĩ rằng nó cũng đóng góp rất nhiều vào trong cái trải nghiệm, đó là cái phần yên. Năm nay cái phần yên được làm gọn hơn, và không chỉ gọn hơn mà mình cảm thấy cái chất liệu năm nay ngồi thì mình chở thử ba mình hay vợ mình thì mọi người cũng khen là chiếc này ngồi êm hơn. Và đặc biệt là cái phần ở phía trước này thì các bạn thấy rằng là được gọt nhọn lại khi bạn đặt cái xe này với lại cái xe cũ, thì các bạn thấy cái yên này nó gọn hơn hẳn luôn các bạn. Và nó giúp cho mình khi mình handle, nghĩa là khi mình xoay trở chiếc xe, nó rất là linh hoạt, gọn gàng hơn. Cũng như là khi mình chống chân thì mình chiều cao cũng tương đối thôi chứ không có cao, thì cái chiếc xe này nó giúp cho mình có một cái khả năng chống chân nó tốt hơn. Cái điểm thay đổi tiếp theo trên chiếc xe này mà phải bắt buộc phải kể đến, đó là cái hệ thống phục trước. Thì hiện giờ nếu như các bạn nhìn vào cái hệ thống phục trước thì các bạn thấy rằng là nó đã có thêm những cái chi tiết làm cho chiếc xe có cảm giác là cứng chắc hơn các bạn ha. Và ngoài ra thì một số bạn nói là do cái cách thay đổi cách bắt phục ở phục trước các bạn thì làm cho chiếc xe êm hơn. Nhưng mà thực ra khi mà mình trải nghiệm chiếc xe này thì mình cảm thấy là cả hệ thống phục trước và phục sau trên chiếc xe GTS này bây giờ nó cho cảm giác tốt hơn. Nó tốt hơn ở một số cạnh như sau. Đó là khi mà bạn chạy qua những cái bề mặt gồ ghề, hố gà này nọ đó các bạn, thì ở thế hệ trước thì cái đầu xe nó rất là cứng, nó rất là sốc, thì nó khiến cho các bạn sẽ có cảm giác là sót chiếc xe của mình, giống như trong cái video mình nói về chiếc Bronzy. Thế nhưng mà lên chiếc xe này, ở phiên bản này, thì cái đầu trước nó nhún rất là êm, nó êm hơn rất là nhiều các bạn, thật sự mà nói là như vậy. Và một số bạn cho rằng là chỉ do cách thay đổi cách bắt phục, thì mình không nghĩ như vậy. Mình nghĩ là bây giờ phục cũng đã được tinh chỉnh lại rồi các bạn. Đó là trải nghiệm riêng của mình ha. Trước đây khi mình chạy chiếc xe cũ thì khi mình chở hai á, thì một là nó sẽ bị chao, nó nhúng tương đối nhiều ở một số cái điều kiện vận hành. Hai là nó cho các bạn cái trải nghiệm handling nó thỉnh thoảng nó không có liền lạc lắm. Thế nhưng mà với cái hệ thống phục trước phục sau của chiếc xe này thì mình chở thử đi đường dài cho vợ mình 30 mấy cây thì rất là ok các bạn. Mình cảm thấy chiếc xe nó vẫn tương đối đầm chắc hơn một chút xíu. Như vậy đây là một cái điểm cộng. Mình nói tới cái phần Smart Key ở đây thì năm nay mọi người thấy rằng là Vespa đã nâng cấp lên mà gọi là chính xác là keyless nha các bạn ha, là không có chìa khóa. Thì có một cái mọi người không có để ý là cái đèn ở trên cái mặt đồng hồ, các bạn thấy nó vẫn nhấp nháy không? Đây là cái đặc trưng của những chiếc xe Piaggio mới có mà thôi. Thì ngày xưa khi các bạn sử dụng khóa chìa thì cái khóa chìa của Piaggio là hệ thống khóa từ, cho nên cái đèn từ nó luôn luôn báo nó nhấp nháy như vậy, màu đỏ. Thì bây giờ lên tới hệ thống keyless, nếu như các bạn để ý thì các bạn thấy rằng nó vẫn có một cái hệ thống đèn chớp tắt màu đỏ ở đây, chứng tỏ là cái hệ thống keyless này nó dựa trên cái hệ thống khóa từ nổi tiếng của Piaggio. Cho nên về vấn đề bảo mật thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là ok. Thế nhưng mà sẽ có một cái điều nó là thua sút so với các cái hãng xe khác, đó là khi chiếc xe này nha, giả sử là các bạn đang đề nổ thì khi các bạn đi xa mà người ta nhảy lên xe các bạn, người ta vẫn chạy được, xe nó không tự ngắt máy. Một số cái xe khác thì khi xe đề nổ, các bạn đi xa khỏi xe không có chìa khóa thì xe sẽ tự động ngắt máy. Nhưng mà chiếc xe này nó không có tính năng đó nha các bạn. Một cái việc thứ hai đó là cái remote trên chiếc xe này. Thì khi mà các bạn mở remote, các bạn bỏ trong người thì các bạn đi xa khoảng 1.5 mét thì xe nó mới ngắt. Thế thì cho nên nó sẽ có một cái điều mà mình không thích lắm ở khi sử dụng Smart Key á. Cái vấn đề là ở ngoài đường đi, các bạn chỉ cần quay đi 1.5 mét thì cái thằng khác nó nhảy lên xe bạn, nó đề nó chạy thì sao? Thì đó là lý do là mình nghĩ rằng là các bạn phải cẩn thận. Tuy nhiên gần đây khi mình sử dụng cái keyless này nhiều á, thì mình nhận ra có một cái điểm lợi. Đó là ở trong những chỗ chẳng hạn như là bãi gửi xe hoặc là hầm công ty, đó, những cái nơi mà nó tương đối là an toàn, thì các bạn chỉ cần là trở cái núm khóa về vị trí bình thường và các bạn ấn tắt, và sau đó thì các bạn đi khỏi xe thì xe nó là tự động ngắt. Và gần đây mình có thói quen này, gần như mình cũng không đụng tới remote nhiều. Và mình nhận ra là ok, nó đúng là có sự tiện lợi thật ha các bạn ha. Ngoài ra cái điểm nâng cấp tiếp theo trên chiếc xe này chắc là cũng phải bàn tới, đó là cái hệ thống đèn LED trước và sau của xe này, kể cả xi nhan, bây giờ đã là 100% là full LED rồi. Thì lúc nãy nó quay lại câu chuyện là với một cái đợt tăng giá 20 triệu thì nãy giờ các bạn cũng thấy là có khá khá cái điểm thay đổi đó, mà cái phiên bản cũ độ lên thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ tốn. Thì full LED rồi thì cho nên là cũng không cần độ đẻo gì nữa ha các bạn ha, trừ khi là bạn thích thì bạn có thay đổi, của mình thì mình thấy cũng chưa có nhu cầu gì thêm. Một số bạn hay lo lắng là chiếc Vespa bây giờ chạy còn bị nóng hay không, thì thực ra là các bạn để ý kỹ là GTS nó có tới hai phiên bản lận, bây giờ là 300 với lại 150. Thì 150 mình thấy hiện giờ các bạn nhìn mấy cái phần hốc gió này, các bạn hỏi là gió nó có thoát ra nóng không, thì thực sự là không nóng ha các bạn ha. Chiếc xe 150 này chạy thì nó cũng mát rượi, không có vấn đề gì cả hết. Bây giờ thì mình sẽ nói đến một số điểm mình chưa thật sự thích trên chiếc xe này
và mình nghĩ rằng là nó rất là đáng để cho các bạn cân nhắc nha. Tại vì mình đã sử dụng qua Vespa GTS và mình thực sự thích chiếc xe này về cái cảm giác lái, cái việc mình sở hữu chiếc xe GTS. Thế cho nên là khi mình bỏ một số tiền khoảng 150 triệu để rinh em nó về và lăn bánh á, thì khi nó có phát sinh vấn đề thì mình vẫn hết sức là bình thường thôi. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý là nếu như mà các bạn là lần đầu tiên các bạn mua một cái sản phẩm Vespa mà nó bị những cái vấn đề như mình thấy ở đây á, thì các bạn sẽ cực kỳ là sót tiền và cực kỳ là không thích. Cho nên ở đây là mình sẽ nói ra luôn để cho mọi người cân nhắc ha. Thứ nhất là cái vấn đề về độ hoàn thiện. Chiếc xe này mình thấy cái độ hoàn thiện nó có vấn đề ở một số chỗ nha. Thứ nhất là cái phần cà vạt trước, nếu như các bạn soi kỹ vào cái hốc á, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có giống như năm nay ai các bạn lấy tay các bạn gò lại á, cho cái ngàm nó ăn vô vậy đó. Nhìn nó nhăm nhem lắm. Rồi ở phần dưới á, bây giờ thì cái chắn vùng trước đã được làm gọn lại nha các bạn. Thế cho nên là các bạn nhìn thấy quan sát được bên trong nó rõ hơn. Thì mình có nhìn lên cái trục ở phía trên thì nó có một cái bộ phận nhìn giống như là được hàn hay là được gò lại á, nhưng mà nhìn nó không có được đẹp. Và mình thử xem xe của ba mình, chiếc GTS cũ á, thì mình thấy là chiếc xe cũ thì nhìn rất là đẹp, nó liền lạc, nhưng mà chiếc xe này nhìn như có độ người ta lấy tay người ta gò lại các bạn. Thế cho nên là mình không thích lắm. Rồi một cái việc nữa là độ hoàn thiện, đó là về vấn đề cái nước sơn. À, trước khi nói về nước sơn còn cái vấn đề nữa là cái phần lắp ráp cũng nằm trong độ hoàn thiện đúng không? Là cái phần cổ lái chiếc xe này lúc mình mua về nó bị lệch lệch sang bên xíu, niễn niễn như nè. Xong mình phải đi chỉnh lại, chỉnh tới 2 lần thì mới được. Mà bây giờ chỉnh tới lần thứ 2 xong thì nó lại có một cái hiện tượng nữa, đó là nó hơi chao ở khi mình chạy ở một số cái điều kiện, không biết tự nhiên nó chao chao xíu và nó khiến cho mình bị mỏi cái tay bên trái. Thì chắc là mình sẽ tiếp tục chỉnh tiếp các bạn, chứ giờ biết sao giờ ha. Rồi còn một cái nữa, đó là cái vấn đề nghiêm trọng nha, là vấn đề về cái nước sơn nè. Thì ở trên phiên bản này thì nó có một cái vấn đề về nước sơn, đó là mình cảm thấy cái nước sơn này nó mỏng hơn so với cái thế hệ cũ. Hai chiếc GTS trước, kể cả chiếc Vespa Spring của mẹ mình luôn, thì mình thấy nước sơn zin thì chiếc này mình có cảm giác nó bị mỏng, hoặc là do cảm giác nha. Nhưng mà nó có một số vấn đề như sau. Thứ nhất là nó có một số cái chỗ mà nó bị lòi sắt bên trong luôn các bạn. Nó nhỏ thôi các bạn. Ví dụ như ở cái phần mà cái bẩn ở đây nè, mình gỡ cái đường len màu đen này ra nè, thì có một cái chi tiết mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Nó bị lòi cái thép bên trong. Rồi ở dưới gầm xe nhìn lên đó các bạn, thì cũng có một cái phần thép nó bị lòi sơn tróc, lòi sơn bên trong ra luôn nha các bạn. Và một số bạn sẽ nói là mặt dưới là đá văng lên, không phải nha các bạn nha. Nó nằm như vậy. Thường xe đá văng, nó văng không thể nào là nó văng như vậy lên được hết. Cho nên là mình lấy xe về là mình thấy cái chỗ đó liền rồi, mình kiểm tra mình thấy rồi, mình cũng không thích. Rồi một cái nữa là ở những cái nước sơn trước, các bạn biết, phải nói một điều nha, là những chiếc xe trước mình không bao giờ cân nhắc tới việc phải đi dán PPF hay là gì hết á. Chiếc xe Medley của mình á, là mình gửi xe, người ta đè lên xe mình, nó chạy trụ tùm lum hết. Nhưng mà không bao giờ nó chạy khuyết tới bên trong ha các bạn ha, nó chỉ chạy bề mặt thôi. Còn chiếc xe này mình không biết là bị như thế nào mà nó xuất hiện một cái phần trầy mà nó lòi cái màu sắc bên trong luôn các bạn. Ở bên bụng bên trái, dù là xe mình cũng giữ rất là kỹ, những chiếc xe trước không hề bị hiện tượng này. Dù là xe, cái chiếc xe màu xám á, là ba mình dùng tới nay là 2 năm rồi, và đi tùm lum chỗ bị trầy quẹt các kiểu, thậm chí là cái mỏ bên trước bắt đồ chơi vô á, nó bị bắt sai các bạn, nó cấn nó ốc vô như vậy mà nó lúng vô luôn, nhưng mà nó vẫn không tróc sơn. Nhưng mà nước sơn trên chiếc xe GTS này của mình thì một chỗ của mình nó bị lòi cái sơn trắng ra luôn, nó bị lòi cái thép bên trong ra luôn. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình không thích lắm, cho nên là mình đang cân nhắc việc dán PPF chiếc xe này, thực sự là như vậy. Thế thì các bạn nói với mình là ủa xe gì mà sao tùm lum như vậy hết, thì mình nói với các bạn như vậy. Thực sự bất kỳ một cái sản phẩm nào nó cũng có lỗi và nó cũng không hoàn thiện hết. Nhưng mà khi mình chi trả cho một chiếc xe là mình chi trả cho cái mình hiểu, cái mình thích. Cho nên với mình là những cái chỗ đó thì mình sẽ khắc phục. Còn ở đây thì mình nêu ra cho mọi người á, mình vẫn rất là thích chiếc xe này ha các bạn ha, và nó sẽ là một trong những chiếc xe gắn bó với mình. Tổng thể lại mình rất là hài lòng từ cái điều kiện vận hành đến mọi thứ, ngoại trừ những cái chỗ nhỏ như vậy ha. Nhưng mà mình sẽ khắc phục và mình sẽ sử dụng nó được. Mình cũng không định bán ở đâu, sau này chắc là lên phân khối mình mua thêm chứ mình không bán. Y chang chiếc Medley á, mình đang để chứ mình cũng không bán. Rồi thì mình nói ra những cái điều này để cho những ai mà, tại vì những cái người xem kênh mình á, nó cũng rất là thú vị các bạn. Đã có người là đi xe Vespa GTS rồi, mọi người đã biết rõ Vespa rồi, mọi người coi để nói chung là mọi người có một cái người chia sẻ, hoặc là mọi người coi để soi mói, đơn giản vậy thôi. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm cực kỳ ghét xe Vespa, anti xe Vespa ha, hở chút đợi có gì là nhảy vô xe tả rồi các kiểu ha. Thì thôi, những người ghét thì cũng đã ghét rồi, lại tiếp tục ghét, ok, chấp nhận luôn. Rồi còn nhóm phần đông, những bạn xem kênh còn lại của Sifu Review là những bạn giống như mình ngày xưa, là đang cân nhắc để sở hữu Vespa giống như mình, đang bắt đầu yêu thích, có một cái tư duy cởi mở,
để trải nghiệm cái dòng xe này. Thì video mình luôn luôn cố gắng để làm những cái video hướng đến những cái bạn giống như mình ngày xưa. Thì mình đưa ra cái thông tin này, mình sẽ muốn nói với các bạn một điều, đó là để các bạn lần đầu tiên nếu bạn mua xe này gần 150 triệu và nếu các bạn mua về mà nó bị một số cái như vậy thì đảm bảo các bạn sẽ cực kỳ không hài lòng và các bạn sẽ rất là bực bội với nhà sản xuất. Cho nên là mình nghĩ rằng là chiếc xe này nó chỉ dành cho những ai thực sự thích Vespa GTS và chi một khoản tiền như vậy và nó bị như vậy, các bạn khắc phục được, các bạn hiểu và các bạn khắc phục được, hoặc là các bạn không sót thì nó ok nha. Cho nên là các bạn nên cân nhắc. Và với những ai bắt đầu tìm hiểu Vespa, mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc những cái model nó dễ tiếp cận hơn để các bạn làm quen. Hoặc sắp tới mình nghĩ rằng là nó sẽ ra một cái phiên bản classic của chiếc này, rẻ hơn đâu đó được tầm 10 triệu, thì sẽ có hai phiên bản màu sơn là đen với lại là cà phê sữa. Thì thay vì nó được làm đen như vậy thì bây giờ nó sẽ làm chrome giống như cái phiên bản cũ các bạn. Thì mọi người có thể cân nhắc phiên bản đó, rẻ hơn được 10 triệu các bạn. Và mình nói chú với các bạn đó là những cái vấn đề trên chiếc xe thì xe mà nó không hoàn hảo đâu, thì nó sẽ có cái này cái kia, thì mọi người sẵn sàng ha, lỡ có cái gì thì mọi người khắc phục. Còn về lý do vì sao mà nếu như vậy mà mình vẫn sở hữu GTS thì mình nói vẹn quá nhiều rồi. Tại vì với một cái phân khúc A1, không có chiếc xe nào đem lại cho mình cái cảm giác lái nó thú vị, nó vui vẻ như chiếc xe này hết. Cũng như là khi bạn đã chọn Vespa thì dĩ nhiên là các bạn phải thích Vespa và các bạn phải thích cái phong cách, cái lối sống của một cái người sở hữu xe Vespa thì bạn mua thôi. Đó là lý do người ta mua xe Vespa. Nhưng thực ra thì chiếc xe này nó cũng đâu phải là hoàn hảo đâu. Cũng sẽ có người thích, người không thích, bình thường thôi. Cho nên là hy vọng là với những cái thông tin mình cung cấp thì mọi người sẽ có lựa chọn tốt nhất. Trong thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về mức tiêu thụ nhiên liệu nè, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, cũng như là những cái nâng cấp mà mình sẽ thực hiện trên chiếc xe này. Trước khi khép lại video thì mình cũng chia sẻ thêm về cái góc nhìn của mình về cái ngoại hình chiếc xe này. Thật ra chiếc xe này nếu mình, trước đây mình có nói với các bạn trong cái video mình đưa ra cái dự đoán chiếc xe này ở Việt Nam á, thì mình nói nếu mình mua thì mình sẽ mua cái phiên bản classic. Cái chiếc màu đỏ đó mình rất là thích, chiếc màu đỏ viền chrome hả các bạn ha, mình rất là thích. Thế tuy nhiên là chiếc này khi mình đi ra ngoài mình nhìn nó thì mình cảm thấy rất là đẹp. Nó đánh dấu một cái đợt thay đổi mình cảm thấy là rất là lớn từ Vespa. Nếu mà nói chiếc Vespa GTS trước đây nó giống như là một cái tượng đài lưu giữ những cái giá trị rất là cổ điển, rất là truyền thống. Còn con Spring sẽ là cái con được hiện đại hóa nhiều hơn, tiếp cận với giới trẻ. Thì mình cảm thấy cái phiên bản Super Sport lần này của GTS á, giống như là họ đang cố gắng mở rộng tệp khách hàng của mình. Tại vì bây giờ mà làm nó y chang như trước đây thì những cái tệp khách hàng đã thích thì đã thích rồi. Thì bây giờ họ muốn đem lại một cái góc nhìn mới để tiếp cận được với những cái thế hệ có thể là những người trẻ hơn. Thì dĩ nhiên là mình sẽ không có thích nếu như mà ngoài việc làm trẻ hơn mà chiếc xe này không đẹp. Thực ra nhìn ở ngoài chiếc xe này đảm bảo các bạn nó cũng tương đối thuyết phục. Cái signature của chiếc xe này đó là nó gọn gàng hơn, nó hiện đại hơn, nhưng mà nó vẫn giữ lại được cái nét gì đó một chút retro racing ha các bạn ha, nó không quá bóng bẩy đó. Nhưng mà đặc điểm của nó là nó đem lại một cái hơi thở rất là năng động, rất là gọn gàng. Và dĩ nhiên là lần này khi mà cân nhắc những cái bản độ nâng cấp chiếc xe này, mình cũng theo xu hướng này. Dù mình là một người rất là thích cái tinh thần adventure, nhưng mà chắc là chiếc xe này thì mình sẽ giữ nguyên cái signature của nó và làm sao để cho nó trở thành một cái phiên bản nó tương đối chỉnh chu nhất. Ok, bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo khi mình sẽ chia sẻ chiếc xe này khi mình đi phượt xa nè, cũng như là những cái video mình sẽ làm những cái nâng cấp cho chiếc xe này. Cảm ơn các bạn ha, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.